Quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Tấn Phước và anh Thơ sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý khán giả những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Phố lồng đèn ở thành phố Hồ Chí Minh lung linh sắc màu đón Trung thu. Về Khánh Hòa tham gia lễ hội trái cây. Không vay tiền vẫn bị đòi nợ. Mười tám năm tù cho hai đối tượng cướp giật dẫn đến chết người. Băng trộm chó đi ô tô bị truy đuổi tông vào tường nhà dân tại Bình Dương. Nam thanh niên đoàn tụ cùng gia đình sau 10 năm lưu lạc. Nghề lặn bắt ngao biển ở Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu 2022, nhưng mà hiện nay dọc khắp con đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã bày bán nhiều mẫu lồng đèn mới lạ, màu sắc bắt mắt. Theo ghi nhận, từ đầu tháng 7, các cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã bày bán các loại lồng đèn phục vụ dịp Tết Trung thu. Đến nay, các cửa hàng đã bắt đầu nhộn nhịp giao thương, tất bật chốt đơn hàng, đặc biệt là đơn hàng lớn đi các tỉnh thành trong khu vực. Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, nhiều mẫu mã đa dạng phong phú được các tiểu thương chọn lựa và nhập về. Năm nay, giá các loại lồng đèn có nhỉnh hơn so với những năm trước. Thời điểm hiện tại, một số phụ huynh đã dẫn con em đến đây mua sắm. Các tiểu thương kỳ vọng khi gần đến Tết Trung thu, sức mua của người dân sẽ mạnh hơn. Trong suốt tháng 9 tới đây, thì lễ hội Thành Tuyên 2022 của tỉnh Tuyên Quang sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động chương trình lễ hội độc đáo hấp dẫn phục vụ người dân và du khách. Diễn ra trong tháng 9 năm nay tại tỉnh Tuyên Quang, lễ hội Thành Tuyên 2022 có chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, ẩm thực liên tiếp và hấp dẫn. Trong đó, chuỗi hoạt động chính kéo dài từ ngày 1 cho đến ngày 10 tháng 9. Tâm điểm của lễ hội Thành Tuyên năm nay là đêm hội Thành Tuyên có chủ đề lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên trong đêm Trung thu với lễ hội đèn lồng lớn nhất Việt Nam. Lễ đón nhận bằng ghi danh thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đêm hội chợ thương mại du lịch và cuộc thi người đẹp xứ Tuyên, lễ hội góp phần quảng bá du lịch Tuyên Quang, du lịch Việt Nam đậm đà bản sắc với du khách trong nước và quốc tế. Trong khi đó, tại Khánh Hòa, để giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh nông nghiệp, du lịch của địa phương và từ thành công của lễ hội trái cây lần thứ nhất, Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn tiếp tục tổ chức lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ hai. Và lễ hội vừa được khai mạc tại quảng trường 20 tháng 11, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn của tỉnh Khánh Hòa vào ngày hôm qua và sẽ diễn ra trong 4 ngày. Trong khuôn viên lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn, ban tổ chức đã bố trí 50 gian hàng trưng bày các loại trái cây, nông sản đặc trưng của địa phương, cũng như các mặt hàng có giá trị kinh tế khác. Tại các gian hàng, khách tham quan có thể thưởng thức các món ăn, đồ uống được chế biến từ trái cây. Ngoài ra, nhiều hoạt động khác như là giải diệt giả check-in Khánh Sơn, hội thi già làng khéo tay, các trò chơi dân gian, múa hát tập thể cũng đã tạo nên không khí nhộn nhịp. Trong khuôn khổ chương trình các quốc gia về xúc tiến thương mại 2022, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cũng vừa tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp vùng đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Hội nghị kết nối giao thương nhằm góp phần tháo gỡ đầu ra cho các nhà sản xuất trong bối cảnh thị trường tiêu thụ vẫn còn khó khăn, thông qua việc trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu có tiềm năng xuất khẩu của đồng bằng sông Cửu Long tới các cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế, các nhà nhập khẩu, các nhà thu mua chế biến xuất khẩu Việt Nam cũng như các nhà phân phối Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, cung cấp thông tin, giải pháp giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trực tiếp vào các mạng lưới phân phối nước ngoài và tham gia hiệu quả chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Việc kết nối trực tiếp giữa sản xuất và tiêu thụ là rất thiết thực, không chỉ thúc đẩy đầu ra cho nông sản thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long, mà còn giúp các địa phương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp hiệu quả, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã đồng bằng sông Cửu Long nắm bắt đầy đủ hơn về nhu cầu của các nhà nhập khẩu để có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng bị đòi nợ bằng cách nhắn tin, gọi điện thoại là không mới. Tuy nhiên vấn đề chính là không vay tiền cũng không bảo lãnh cho ai vay tiền nhưng vẫn bị làm phiền suốt ngày đêm do hàng loạt cuộc gọi và nhắn tin chửi bới đến đe dọa và đỉnh điểm là đưa hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội để vu khống. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ tại Bến Tre. Chị BKV, một giáo viên trường mầm non trên địa bàn thành phố Bến Tre, bỗng dưng có khoản nợ từ trên trời rơi xuống với cách đòi nợ kiểu khủng bố. Mỗi ngày, chị và gia đình nhận hàng chục cuộc điện thoại chửi bới, hăm dọa, yêu cầu phải trả số tiền mà chị không hề vay. Cái số tiền nó đòi thì không có nhiều, cũng 1, 2 triệu, rồi 3, 4 triệu. Nhưng mà điện em, rồi điện người thân rất là nhiều, phiền phức. Đó. Rồi cắt ghép hình ảnh bôi nhọ danh dự này nọ, các kiểu. Kiểu giống như là nó cứ tung hình để nó ép mình phải trả tiền. Một bị hại khác là anh TTN, ngụ xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, cũng bị đòi nợ theo cách thức tương tự. Sự việc sau đó được anh N trình báo với cơ quan công an, với mong muốn tìm ra thủ phạm và làm sáng tỏ thông tin vu khống bị đặt. Những hành vi này thì theo cá nhân tôi thì làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tôi, cũng như gia đình, bạn bè, người thân. Làm chúng tôi làm công việc, cuộc sống hàng ngày cũng bị xáo trộn. Có khi mà chúng điện ban ngày không được thì giữa đêm tối chúng cũng điện được. Đối với trường hợp người dân không có vay tiền mà vẫn bị khủng bố làm phiền suốt ngày đêm với nhiều cuộc gọi và tin nhắn thì người dân cần bình tĩnh thực hiện theo các bước sau. 1. Yêu cầu bên cho vay cung cấp hợp đồng chứng minh là mình có vay tiền. 2. Lưu lại các tin nhắn có nội dung đe dọa đòi nợ. 3. Quay phim ghi âm cuộc gọi đòi nợ. 4. Chụp lại giao diện màn hình, sau đó đăng tải lên trang thông tin cá nhân của mình và thông báo cho bạn bè và mọi người biết nội dung trên là vu khống và bịa đặt. 5. Chặn các cuộc gọi và tin nhắn từ các số làm phiền không có trong danh bạ của mình. 6. Lưu lại các tài liệu chứng cứ trên và làm đơn trình báo đến cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý. Để phòng tránh và hạn chế hậu quả xảy ra cho bản thân, mọi người cần chú ý bảo mật thông tin cá nhân và kịp thời trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý khi xảy ra sự việc. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. 18 năm tù cho hai đối tượng cướp giật dẫn đến chết người. Băng trộm chó đi ô tô bị truy đuổi, tông vào tường nhà dân tại Bình Dương. Nam thanh niên đoàn tụ cùng gia đình sau 10 năm lưu lạc. Nghề lặn bắt ngao biển ở Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam. Theo ghi nhận, khi phát hiện trên xe ô tô khách chạy tuyến Viên Chăn, Đà Nẵng, chở một thùng quạt gió có nhiều dấu hiệu nghi vấn, lực lượng biên phòng và hải quan tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung theo dõi điểm đến của thùng hàng. Sau đó, tại số nhà 2/17 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Ngô Quốc Hùng, 27 tuổi, nhận thùng quạt gió, bên trong có chứa 8 bánh heroin. Cũng tại ngôi nhà này, khi khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Hoàng Tùng cùng 2 kg ma túy đá. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Ôn Thanh Khiêm, 23 tuổi, ngụ thành phố Sa Đéc và Trần Văn Chân, 34 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, cùng về tội cướp giật tài sản. Theo cáo trạng, từ ngày 4 tháng 4 năm 2022, Ôn Thanh Khiêm điều khiển xe mô tô dán biển số giả chở Trần Văn Chân đi trên quốc lộ 80. Khi đến đoạn thuộc địa phận xã Hòa Long, huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp, gặp bà Lê Thị Diễm Thúy đang chạy xe máy chở bà Lê Thị Anh Đào có đeo một sợi dây chuyền vàng, hai đối tượng lập tức áp sát giật sợi dây chuyền rồi tăng ga tẩu thoát. Bị cướp giật bất ngờ, bị hại truy hô và đuổi theo được một đoạn thì không làm chủ được tay lái, đâm xe vào hàng rào té ngã. Bà Đào bị chấn thương sọ não, tử vong trên đường đi cấp cứu. Bà Thúy bị đa chấn thương. Còn
hai bị cáo chạy được một đoạn sợ bị phát hiện nên đã ném dây chuyền và áo khoác xuống sông, thay đổi tem xe. Tuy nhiên, qua truy xuất camera an ninh, chỉ sau một ngày xảy ra vụ án, Công an huyện Lai Dung đã bắt khẩn cấp Chơn và Khiêm. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Chơn và Ôn Thanh Khiêm cùng mức án 9 năm tù giam về tội cướp giật tài sản. Thưa quý vị, bị truy đuổi, băng nhóm trộm chó đi ô tô bỏ chạy với tốc độ cao, sau đó mất lái tông vào tường nhà dân rồi bỏ lại tang vật chạy bộ thoát thân. Công an xã Bình Mỹ phối hợp cùng với Công an huyện Bắc Tân Uyên và Công an thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ việc. Theo cơ quan điều tra, thì người dân trên địa bàn phường Quyên Hưng, thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương đã phát hiện một chiếc ô tô nghi vấn có dấu hiệu bắt trộm chó nên đã thông báo cho công an. Ngay lập tức, Công an thị xã Tân Uyên đã triển khai lực lượng và phát hiện chiếc ô tô nói trên. Tuy nhiên, khi tổ tuần tra ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, thì tài xế tăng ga bỏ chạy về hướng xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên. Khi đang chạy trên tỉnh lộ 742 với tốc độ cao, chiếc ô tô bất ngờ mất lái, lao xuống đất bãi đất ven đường, rồi tông vào tường nhà dân, bị mắc kẹt không thể di chuyển tiếp, nên các đối tượng đã bung cửa chạy bộ thoát thân. Kiểm tra trong xe thì công an phát hiện nhiều con chó đã chết, hai biển số ô tô cùng với nhiều hung khí nguy hiểm, bột ớt và dụng cụ dùng để bắt chó. Và chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị và các bạn, tình trạng chạy xe máy ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra thời gian qua đã và đang gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm đến người đi đường. Ở trên quốc lộ 1 từ lối dẫn vào khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đến trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, phường Linh Trung thành phố Thủ Đức, dài gần 1 km, nhiều người bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều thay vì quay đầu ở cầu vượt trạm 2, cách đó khoảng 1 km rồi chạy ngược lên. Đoạn đường hơn 100m từ ngã ba trường Đại học Kinh tế Luật thành phố Hồ Chí Minh, lối dẫn vào trung tâm kho vận chuyển Linh Xuân và ký túc xá khu B đến nút giao với đường số 14 phường Linh Trung thành phố Thủ Đức cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nhiều người chọn cách đi ngược chiều để tắt qua đường số 14 và chiều bên kia đường. Thêm vào đó, nhiều xe cộ đi ngược từ hướng cầu vượt Linh Xuân về ngã ba trường Đại học Kinh tế Luật thành phố Hồ Chí Minh để vào ký túc xá, tạo ra cảnh tượng lộn xộn vào giờ tan tầm. Điểm báo động của tình trạng này diễn ra trên tuyến quốc lộ 1, đoạn từ cầu vượt Bình Phước 2 đến cầu vượt Gò Dưa, băng qua chợ nông sản Thủ Đức. Thường ngày thì xe máy tấp nập nối đuôi nhau đi ngược chiều, không khác gì đường hai chiều. Để giải quyết vấn đề này, mới đây Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, lập chuyên đề để xử lý tình trạng chạy xe máy ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1 nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, được công an hỗ trợ tìm lại gia đình sau 10 năm lưu lạc xứ người. Câu chuyện của chàng trai người Nghệ An Di Văn Liễu khiến cho nhiều người xúc động khi nhắc đến. Tại trụ sở công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, anh Di Văn Liễu, 20 tuổi, quê xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, đã đoàn tụ cùng gia đình sau 10 năm lưu lạc sang Trung Quốc. Trước đó, công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình tiếp nhận thông tin một nam thanh niên chỉ nhớ họ tên là Di Văn Liễu, sinh năm 2002, là người dân tộc Thái, nhà ở Bản Lỡ, nhưng không nhớ tên xã, huyện, tỉnh nơi gia đình sinh sống. Liễu không nói được tiếng phổ thông, chỉ biết một chút tiếng dân tộc Thái. Sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, công an huyện Mai Châu đã xác định được gia đình Liễu ở Bản Lỡ, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Vượt chặng đường hơn 200 km, chiếc xe đưa Liễu từ Hòa Bình đã về đến quê nhà đoàn tụ cùng gia đình. Gặp lại người thân sau 10 năm lưu lạc nơi xứ người, ai cũng vui mừng, ôm nhau khóc. Sau vụ việc, gia đình Liễu đã viết bức thư cảm ơn các chiến sĩ công an đã tìm đưa anh về đoàn tụ. Thưa quý vị thì các bạn, đeo chì, ngậm ống oxy, lặn mò bắt ngao nứa ở độ sâu từ 4 cho đến 6 mét. Nghề lặn biển theo thời gian đã trở thành nghề truyền thống của nhiều ngư dân ở Thanh Hóa. Và sau đây ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Với bộ đồ người nhái, chiếc kính lặn, bộ ống dẫn hơi để thở dài khoảng gần 200 mét, kèm theo khoảng chục ký chì, người thợ lặn xuống biển để bắt từng con ngao. Theo các ngư dân, nghề lặn này cần những người có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm trong bơi lội. Ông Cù Ngọc Phương, một ngư dân ở Thanh Hóa cho biết, đội thuyền lặn của ông có tất cả 6 người, có hôm lặn bắt được 1 tấn ngao. Chỗ nào mà có cái vùng nước mà hay trong thì người ta mới nuôi, chủ nhân người ta thả cái ngao cột. Thì sau 1 năm là người ta thuê mình đánh bắt,
cái đội thuyền là kể cả tôi nữa là 6 người, 5 người làm, còn tôi thì trên bè để tung máy với lấy cuốn dây. Mình phải nhớ lấy 5 cái gốc dây, anh em ví dụ như mất hơi là mình dễ phát hiện cái dây đó. Trên bè là tôi thấy anh em nháy dây là tôi xuống anh em về, thấm sợi dây ngắn thì anh em đi ngắn, mà dài thì anh em đi dài, vươn được nhiều thì lấy được nhiều. Trung bình là 150m đến 170m, có bữa là bắt 5 người là bắt 1 tấn ngao. Thợ lặn thường đeo khoảng 15kg chì để dễ dàng chìm xuống nước. Khi đã xuống đến độ sâu nhất định, họ bắt đầu săn tìm ngao, 3 đến 4 tiếng mới ngoi lên một lần. Cái lặn 10 năm rồi, đeo chì thì nó mới nặng, nó mới chìm xuống được khoảng tầm 15 cân. Với lại một cái chày kính và dây, mình thọc xuống là dưới đó có con ngao đó là mình móc lên. Phải nhanh tay nhanh mắt, giá nhanh thì là mới lấy được nhiều hàng. Nếu như có hàng thì lặn khoảng tầm 3 tiếng, lúc nào mà cảm giác thấy là mình đói là mình lên. Vụ thu hoạch ngao thường vào tháng 6 và tháng 7 âm lịch hàng năm. Mỗi lần lặn, một người có thể bắt từ 50 đến 70kg ngao ở vùng vịnh, được chủ bãi mua giá 40.000 đồng 1kg. Công việc tuy nhiều vất vả nhưng giúp người dân có thu nhập 2-3 triệu đồng vào ngày cao điểm, giúp gia đình trang trải cuộc sống. Nhạy bén giúp khoa học, kỹ thuật và thị trường, nhiều năm liền ông Nguyễn Anh Tài ở xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã chủ động xử lý sầu riêng ra qua trái vụ, tránh tình trạng được mùa rớt giá và góp phần nâng cao thu nhập của gia đình. Ông Nguyễn Anh Tài cho biết trước đây gia đình làm 6 công ruộng, sản xuất 3 vụ lúa một năm, nhưng năng suất không cao do đây là dùng đất gò không giữ nước, cỏ dại mọc nhiều. Năm 2011, sau khi có hệ thống ô bao khép kín, ông mạnh dạn lên liếp trồng 100 gốc sầu riêng. Sau khi cây lớn, ông đào mương để tiện cho việc chăm sóc và dự trữ nước tưới tiêu. Ông Tài chia sẻ, nếu để sầu riêng ra qua mùa thuận, hàng dội chợ, giá bán không cao. Sau khi tập huấn khuyến nông và học tập các mô hình sản xuất hiệu quả ở địa phương, ông chủ động xử lý cho cây ra qua trái vụ. Qua xử lý mùa nghịch, năng suất đạt bình quân 20 tấn một hecta, trừ chi phí ông thu lợi nhuận gần 200 triệu đồng một năm. Thưa quý vị và các bạn, từ loài cây mọc dại ngoài bãi biển, nay rau nhót lên vườn và mang lại thu nhập đáng mơ ước cho nông dân ở phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai của tỉnh Nghệ An. Giữa cái nắng chói chang trên cánh đồng voi, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, vườn rau nhót xanh mát. Anh Trần Văn Quân cùng với 4 lao động khác cầm cùi cắt rau theo đơn đặt hàng của các nhà hàng. Rau nhót được cắt phần ngọn dài cỡ 5 đến 7 cm, phần còn lại được phạt phẳng để thuận tiện cho chăm sóc và thu hoạch đợt sau. Với giá rau nhót hiện đang dao động từ 15.000 đến 25.000 đồng một ký. Trung bình mỗi ngày anh Quân thu về từ 3 cho đến 5 triệu đồng, cao điểm lên tới 10 triệu đồng. Theo ước tính của anh Quân thì với mức tiêu thụ và giá cả như hiện tại, 1 hecta rau nhót có thể đạt mức thu từ 500 triệu đồng một vụ. Cây rau nhót xuống giống vào đầu mùa lạnh, sau 3 tháng có thể thu hoạch, dòng đời kéo dài đến 11 tháng. Trung bình mỗi tháng có thể cắt bán từ 2 cho đến 3 lứa. Việc thu hoạch được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, đảm bảo nguồn cung thường xuyên và ổn định cho thị trường. Ngoài thị trường tại tỉnh Nghệ An, anh Quân cũng cung ứng rau nhót cho các tỉnh thành phía Nam. Anh cũng đang ấp ủ kế hoạch sản xuất sản phẩm rau nhót chế biến sẵn để nâng cao giá trị và mở rộng diện tích ở các tỉnh thành khác nhằm chủ động nguồn cung cho thị trường. Thưa quý vị và các bạn, các báo phát hành sáng nay có những thông tin đáng chú ý nào? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Thế Anh để cùng điểm qua. Xin mời anh Thế Anh ạ. Dạ, xin cảm ơn chị Thơ, cảm ơn anh Tấn Phước. Thưa quý khán giả, giữ chân nhân lực y tế là bài viết đăng trên trang nhất báo Thanh Niên. Tác giả cho biết thời gian qua, nhân viên y tế ở nhiều tỉnh thành nộp đơn xin nghỉ việc vì lương thấp, không hài lòng với môi trường làm việc, cường độ làm việc quá cao gây khó khăn không nhỏ cho các cơ sở y tế công lập. Nói về những giải pháp để giữ chân nhân lực trong hệ thống y tế công, tác giả cho rằng cần nghiên cứu chính sách đãi ngộ đặc biệt, cũng như cần điều chỉnh hệ số lương và quy định về lương. Trong bài giá heo hơi hợp lý hay chưa đăng trên trang kinh tế của báo Thanh Niên ngày hôm nay, tác giả cho biết, ngày hôm qua, giá heo hơi trên cả nước đã đồng loạt chững lại, dao động từ 65.000 đồng đến 69.000 đồng một kg. Với mức giá như hiện nay thì người chăn nuôi có lãi chút đỉnh nếu chăn nuôi tốt. Tuy nhiên trong thời gian sắp tới, giá thức ăn chăn nuôi sẽ còn diễn biến tăng cao khó lường. Do đó, heo xuất chuồng với giá tốt nhưng nhiều người chăn nuôi heo vẫn chưa dám tái đàn. Theo nghị định 100, những dự án trên 10 hectare sẽ phải dành 20% quỹ đất để làm nhà ở xã hội.
Ngoài ra, doanh nghiệp nếu không muốn xây nhà ở xã hội tại dự án, có thể chọn một trong hai hình thức là nộp bằng tiền, hoán đổi bằng quỹ nhà ở xã hội, quỹ đất tương đương ở một dự án khác. Tuy nhiên, mới đây chính phủ ban hành Nghị định 49 chỉ quy định những dự án nhà ở thương mại quy mô từ 2 hectare trở lên, chủ đầu tư phải dành 20% quỹ đất để xây nhà ở xã hội tại dự án, mà không cho đóng bằng tiền hoặc hoán đổi quỹ nhà đất tương đương. Quy định này thực tế gây nên nhiều bất cập, khiến chương trình xây dựng nhà ở xã hội bị chậm lại. Nội dung được báo Thanh Niên phản ánh trên trang 14. Cho số phát hành ngày hôm nay, báo Thanh Niên còn có những thông tin đáng quan tâm khác như: hôm qua, Mỹ chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc đối với bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, đẩy mạnh nỗ lực ứng phó dịch bệnh. Đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 6.600 ca mắc đậu mùa khỉ và căn bệnh đã lây lan trong cộng đồng vô gia cư ở Washington DC. Biến động của các loại ngoại tệ so với Việt Nam đồng đã giúp dư nợ của chính phủ Việt Nam giảm. Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, căn cứ theo tỷ giá bán của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến ngày 1 tháng 8, 1 đô la Mỹ bằng 23.400 đồng, tăng 1,1% so với đầu năm 2022. Điều đó ước làm tăng dư nợ chính phủ bằng đô la Mỹ quy Việt Nam đồng khoảng 5.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Ngược lại, 1 euro bằng 24.385 đồng, giảm 9,5% so với đầu năm 2022, làm giảm dư nợ chính phủ khoảng 17.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Hôm qua 5 tháng 8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo cấm vận bà Pelosi cùng gia đình vì chuyến thăm của nhà lập pháp Mỹ đến Đài Loan. Theo Reuters, Trung Quốc cũng tuyên bố ngừng đối thoại cấp chỉ huy chiến khu, quỹ cuộc gặp của Bộ Quốc phòng với Mỹ và quỹ cơ chế tham vấn song phương về an toàn quân sự trên biển. Một số lĩnh vực hợp tác song phương khác cũng sẽ bị tạm quản. Cùng ngày, quân đội Hàn Quốc, quân đội Trung Quốc tiếp tục tập trận rầm rộ quanh eo biển Đài Loan để phản ứng chuyến thăm. Chúng ta cùng chuyển sang báo Tuổi Trẻ. Trên trang nhất, báo đăng bài đỏ mắt tìm xe buýt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tác giả cho biết sân bay lớn nhất nhì cả nước phục vụ khoảng 120.000 lượt hành khách mỗi ngày, nhưng hiện sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có 2 tuyến xe buýt hoạt động. Người dân đến với sân bay phải tìm đỏ mắt mới thấy bảng chỉ dẫn vị trí đón xe buýt và phải chờ rất lâu mới có một chuyến xe buýt đến đón khách. Điều này buộc hành khách phải chọn sử dụng taxi, xe công nghệ, xe dịch vụ. Cũng chính vì vậy mà các loại hình như là xe taxi dù, taxi chặt chém, xe dịch vụ hét giá như cá gặp nước bùng lên mạnh mẽ ở sân bay Tân Sơn Nhất thời gian qua. Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị các cơ sở giáo dục đào tạo giữ học phí ổn định năm học 2021-2022 như học phí năm học trước, học phí các trường có một năm bình yên. Tuy nhiên, năm học 2022-2023 sắp tới, học phí các trường đại học tự chủ sẽ đồng loạt tăng mạnh dựa vào Nghị định 81 năm 2021. Trong đó, nhiều trường đại học công lập tự chủ tăng kịch trần. Điển hình như Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, học phí được điều chỉnh ở mức 31,25 triệu đồng một năm. Như vậy, mức học phí hệ đại trà năm học mới tăng 10,75 triệu đồng so với năm học trước, báo Tuổi Trẻ cho biết. Báo này sáng nay cũng thông tin tỉnh Bình Định đã có quyết định chấm dứt hoạt động hai dự án viện đào tạo hàng không Bamboo Airways và khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió của tập đoàn FLC trên địa bàn. Lý do FLC không thực hiện theo đúng tiến độ đăng ký. Trên trang kinh tế, báo cho biết trước tình trạng giá cả thị trường chỉ tăng theo giá xăng nhưng lại đứng im khi giá xăng dầu giảm. Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn đề nghị các doanh nghiệp đang tham gia chương trình bình ổn thị trường mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh rà soát giá bán để đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với mức biến động giảm giá của xăng dầu. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.